mười lăm buông xả và giải thoát bước mười đến mười hai khi ta đã thực sự tỉnh ngộ với tất cả mọi thứ trên thế gian này có nghĩa là đã có sự buông xả không còn gì khiến ta ghét bỏ cũng như không có gì quyến rũ được ta. Tất cả đều như nhau. Đó là một bước quan trọng đưa ta đi từ sự tỉnh ngộ đến buông xả, viraga. Đam mê là raga, mà từ đó anh ngữ có chữ rage. Không hẳn có nghĩa là sân hận như trong chữ anger, nhưng rage có nghĩa như là ở nơi hành động. Nhàm chán có nghĩa là sự chấm dứt của những sao động nội tâm khiến tâm không thể buông xả. Tiếp xúc với các cảnh trần, ta không ghét bỏ cũng không khởi lòng ham muốn. Tâm không bị đẩy lui hay kéo tới khỏi vị trí trung đạo, trở nên rộng lớn hơn, chúng ta có đủ năng lực tâm linh để tiến tới không suy chuyển trên con đường tâm linh vì những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày không còn khiến ta phản ứng mạnh mẽ chúng ta hiểu rất rõ rằng tất cả mọi hiện hữu đều hàm chứa khổ đau thân sẽ hoại tâm thì cố biết cố hiểu cố chế ngự tất cả là những đặc tính của sự xung đột phản ứng xung đột nội tâm gây trở ngại cho tiến trình tâm linh của ta còn phản ứng dẫn đến các hành động vì chúng ta cảm nhận rồi phán xét đã nhận biết đây là nguồn gốc của khổ nhưng không sợ hãi tâm bây giờ cố gắng tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp hơn thế giới chứa đựng toàn những bất được xem như là một hiện tượng luôn biến chuyển. Vì tất cả dạng pháp đều do duyên sinh, nên ta không thể phụ thuộc vào. Vì các duyên thì mong manh, luôn biến đổi. Nên rõ ràng là bây giờ chúng ta cần phải tìm kiếm những gì không do duyên hợp. Thân ta duyên hợp theo ái dục, theo ước muốn được hiện hữu, nên được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng đồ ăn thức uống cho đến ngày chết tâm duyên theo cảnh trần nếu không sẽ không có tâm hành nào được khởi sinh tất cả đều không được coi là tốt đẹp bền dững hay đáng ước ao dĩ nhiên tâm chưa biết được gì là những trạng thái độc lập không do duyên sinh nhưng tâm đủ sáng suốt để biết rằng nó đã có thể quay lưng với những bận tâm lo lắng bình thường thường thì tâm luôn bận rộn với bất cứ những gì giấy khởi bên trong tất cả mọi giấy khởi đều là cơ hội để tâm hành vận chuyển tất cả mọi duyên sinh đều có ba đặc tính của vô thường khổ và vô ngã do thân và tâm tùy thuộc vào duyên không có bản thể thực thụ cho ta thấy rằng ý nghĩ về một cái ngã thực thụ chỉ là ảo giác từ đó tâm nhận thức được rằng phải có một điểm dừng điểm của sự không tái sinh để tìm kiếm một trạng thái hoàn toàn tuyệt đối bình yên nơi không còn sinh không còn diệt bằng trực giác tâm tự biết cần phải bước tới Đặc tính của cái bước này đã được diễn tả rõ ràng trong Visuddhimagga, con đường thanh tịnh hóa bằng một ẩn dụ. Nếu ta muốn đi từ một bờ sông là cuộc sống thế tục này đến bờ bên kia là niết bàn, ta có thể thực hiện được nhờ những thành tựu của việc thực tập. Ta cột sợi dây vật chất vào cành cây của ngã, rồi nắm lấy sợi dây và theo sức đẩy của thực hành ta vượt phóng qua sông đến nơi ta có thể nhìn thấy từ bờ bên này chúng ta cúi người hướng về phía bên kia bờ buông thả sợi dây vật chất và cành cây của ngã xuống bên này bến sông lúc đó ta có thể buông bỏ mọi bám díu đối với dạng pháp chính yếu là thân và tâm cảm giác có một Ai đó trong cái thân mà ta coi là cái tôi đã biến mất. Khi đã hoàn toàn buông xả, ta có thể ngã nằm xuống bên bờ sông. Dĩ nhiên lúc đầu ta hơi chao đảo, chưa đứng vững được. Ta phải đứng vững chân trước. Đây là một ẩn dụ cho phút giây đạt đạo, Maga, khi việc chuyển đổi cấp bậc xảy ra. Chuyển cấp bậc change of lineage. có nghĩa là người đó đã thay đổi từ thế tục Puturana lên cấp bậc của Ariyas, các bậc thánh, những người đã đạt được giác ngộ giải thoát dựa trên giáo lý của Đức Phật. Giây phút đầu tiên khi điều đó xảy ra được gọi là tái lai, Sotapati. Giây phút đạt đạo là giây phút thiền chứng duy nhất mà không có gì xảy ra, không có gì giấy khởi, do đó không có gì hoại diệt. Giây phút chứng quả với tâm nhất điểm không chứa đựng trí tuệ thực sự. Hai tâm chứng kế tiếp đem lại giải thoát. vì mô ti là quả chứng, phala và, và là dấu hiệu của sự tu chứng của ta. Chúng ta có thể hái quả của công phu tu tập của mình qua chứng nghiệm này. Bất tái lai có nghĩa là đã chứng nghiệm được cái tuyệt đối, đã bạc các duyên, không còn tâm phân biệt. Đó là sự trở về với bản thể, với nền tảng của sự hiện hữu. Đó là nguồn gốc nguyên thủy tuyệt đối, Unconditioned Primordial Source, mà từ đó sinh ra hữu vì tâm tham ái. Hành giả đó bước tới trước, ái đã giảm nên sự tuyệt đối vẫn là một trong những yếu tố của tâm thức người đó chứng quả là giây phút khi mà khái niệm về ngã đã rã tan một cảm giác nhẹ nhõm tràn dâng như thể ta vừa bỏ được một gánh nặng xuống cảm giác nhẹ nhàng cộng với sự hiểu biết về những gì đã xảy ra đó là tâm thức đã buông bỏ được tất cả những gì ta đã biết dù cho chúng tốt đẹp thiện lành đáng tán thán hay ngược lại và tất cả những cảm giác về sự hiện hữu của ngã đều biến mất dấu ấn của việc chứng nghiệm đạo và quả thật bao la tâm bây giờ dường như có thể tan biến vào đó giống như sự dừng nghỉ sau một cuộc hành trình dai dẳng khó nhọc qua bao nhiêu kiếp sống với nhiều khổ đau khả năng buông bỏ tạm thời những liên hệ của ta với các pháp hữu vi đã đưa ta đến chỗ dừng chân cuối cùng đó chỉ là bước khởi đầu còn ba giai đoạn nữa nhưng giai đoạn đầu tiên này đặc biệt quan trọng nó ảnh hưởng sâu xa đến tâm lý của ta giờ đây tâm có thể quay vào quán tưởng về sự thanh tịnh về tuệ giác của nó cũng như tất cả những bất thiện uế nhiễm vẫn còn hiện hữu để có thể nhìn thấy con đường đạo trước mắt rõ ràng hơn đức phật đã nói về mười kiết sử trói buộc ta vào trong pháp hữu vi ba kiết sử đầu tiên đã được đoạn diệt ở thời điểm này điều quan trọng nhất là việc được kiến chấp vào ngã như là một thực thể có cá tính có khác biệt người chứng tu đà hoàng đã đến được bước đầu tiên này để gia nhập với hàng vô thượng tuy chưa giữ được một nội tâm luôn vô ngã nhưng không bao giờ còn tin rằng mình là một thực thể vững bền có hình tướng dù ta kiến về ngã đã được đoạn trừ, nhưng đó chỉ là quan niệm, chưa phải là một chứng nghiệm rõ ràng có thể coi như lớp mẫu giáo của giác ngộ. Kiết sử thứ hai được đoạn trừ là lòng tin vào các lễ nghi, không có nghĩa là ta không thể hành các nghi lễ, nhưng sự quan trọng và hiệu quả của chúng bị tan dở. Một cái gì đó hoàn toàn khác đã mang đến sự giải thoát, tháo gỡ đó là sự buông bỏ của tham luyến, của sân hận, có nghĩa là hoàn toàn không duyên theo các cảm thọ. Đã thấy được sự vô ích của việc tìm kiếm thỏa mãn trong bất cứ duyên hợp nào, lòng tham đắm trước đây của ta phải nhường bước cho tâm xả. Kết quả là ta có khả năng để buông bỏ hoàn toàn ảo giác về ngã cùng với mọi ước muốn cho riêng mình không có nghi lễ nào có thể làm được như thế kiết sử thứ ba được đoạn trừ là lòng nghi hoặc vishikitra lòng nghi hoặc và lòng tin vào các nghi lễ tế tụng hoàn toàn bị xóa bỏ ta kiến về ngã cũng bị xóa bỏ nhưng cảm giác hoàn toàn không có ngã thì vẫn chưa đạt được lòng nghi hoặc không còn trở ngại việc tu tập của ta vì ta đã nhận thức được rằng lời dạy của đức phật thật chân chính không còn gì để hoài nghi nữa từ chứng nghiệm của bản thân hành giả biết rằng tâm có thể ở trong luân hồi sinh tử samsara hay đạt niết bàn nibbana rằng chúng sinh có thể đạt được giải thoát giác ngộ theo truyền thống người ta cho rằng vị đã chứng được tu đà hoàng phải trải qua nhiều nhất là bảy kiếp người trước khi hoàn toàn chứng đắc giác ngộ tuy nhiên người ta cũng có thể chứng đắc chỉ trong một kiếp người vị đó sẽ mãi mãi là đệ tử phật và không bao giờ có thể phạm một trong năm giới dù bước quan trọng trong việc giải thoát tâm linh đã đạt được tham và sân vẫn chưa được giải quyết tà kiến về ngã là nguồn gốc của tham sân đã được chuyển đổi nên các chướng ngại này không còn nặng nề như trước nữa. Nhưng hành giả còn cần phải trải qua hai chứng đắc nữa trước khi có thể loại trừ chúng hoàn toàn. Chỉ dựa trên những điều được diễn tả ở trên, ta cũng thấy rằng tất cả những uế nhiễm ở thế gian đều do các trạng thái tình cảm xung đột, phiền não gây ra tuy nhiên dù chúng có gây phiền não cũng không đáng để ta tự trách mình hay đổ lỗi cho người chúng chỉ là những nghiệt ngã tự nhiên của kiếp con người chỉ khi nào ta có thể chuyển đổi từ tâm chúng sinh đến những tầng cao hơn của tâm thức khi ấy ta mới có thể dứt trừ được những vấn đề này một lần cho tất cả một lần nọ khi đức phật đang ngồi dưới một gốc cây một kẻ lữ hành đi ngang qua chiêm ngưỡng hình tướng sáng ngời của đức phật rồi hỏi ngài ông có phải là một vị trời không đức phật đáp không người kia lại hỏi ông có phải là người không đức phật trả lời không người kia ngạc nhiên nói ông không phải trời cũng không phải người vậy ông là ai đức phật trả lời ta là phật đấng giác ngộ chứ không phải là trời hay người đức phật bắt đầu cuộc sống như mọi chúng sinh như tất cả chúng ta nhưng khi ngài đã chứng đắc đến bậc của những vị đã giác ngộ đặc tính siêu diệt tượng hình cho đến nỗi những tương quan với con người cũng dần thay đổi Dị chứng Tu Đà Hoàng đã bước chân vào thế giới của những bậc giác ngộ. Không còn đắm nhiễm, không ưa thích hay ghét bỏ, có nghĩa là ta có thể sống an nhiên trong thế gian. Những khó khăn mà ta thường gặp phải là khi ta tách biệt đời sống tâm linh ra khỏi những sinh hoạt thế tục đã không còn nữa. Khi không còn sự phân biệt trong tâm thì các năng lượng tiềm ẩn được bộc phát và lúc đó ta có thể sử dụng chúng để đẩy lùi mọi ái dục một số ái dục có thể lại phát sinh nơi vị chứng tu đà hoàng nhưng các ái dục căn bản như là tự kiêu tự mãn tự đắc đã bị loại trừ buông xả ái dục ở đây ngầm chỉ sự buông xả ý niệm về tự ngã có nghĩa là không có hình thể vô tướng và không, Anata. Điều đó không có nghĩa là bặt mọi nghĩ suy, ngưng mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Vị chứng Tu Đà Hoàng cũng nhìn, cũng hành động, cũng nói năng như trước đó. Chỉ có quan niệm, cách nhìn của vị ấy thì hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là việc lúc nhớ lúc không về tính vô thường, mà điều đó đã thành một sự chuyển đổi ở nội tâm cõi người cần được chuyển đổi vì tất cả chúng sinh nơi đó sống với ảo tưởng khiến họ phải khổ đau. Sự chuyển hóa nội tâm này phát khởi lòng bi mẫn sâu xa cho những chúng sinh bị lạc lõng trong dòng sinh tử. Samsara không có lối ra. Cảm giác về giây phút chứng quả có thể được tái tạo bất cứ lúc nào, vì thế sẽ trở thành một phần của nội tâm hành giả đem đến cho vị ấy sự bình an tuyệt đối. Sự chứng đạo chỉ xảy ra một lần ở mỗi giai đoạn giác ngộ khác nhau. Sự kiên trì tu tập rất cần thiết để đưa hành giả đến bước kế tiếp trở thành một vị nhất lai. Sakadagami Vị nhất lai không loại trừ được thêm chứng ngại nào nữa. Tham và sân chỉ giảm chứ chưa hoàn toàn bị loại trừ. Vị nhất lai cần phải có thêm một quả trứng nữa là điều cũng dễ thực hiện sau khi đã có được bước nhảy giọt đầu tiên sang bờ bên kia. Vì vị tu Đà Hoàng vẫn còn khổ, nên khi biết rằng có một nơi không có khổ thì vị ấy có thêm sức mạnh để tiến xa hơn. Do đó vị chứng Tu Đà Hoàng biết rằng cần phải hướng tâm ra khỏi những việc thế gian vì chúng gây phiền não. Hướng đi đó là một yếu tố quyết định cho tâm. Chỉ có bậc A-la-hán, người đã hoàn thành mọi việc, không còn bị ảnh hưởng của thế gian, tâm của vị ấy không còn bị sao động nữa. Bất cứ ai đang còn đi trên con đường đến giải thoát giác ngộ, cần có những lúc tìm đến nơi yên tĩnh, vắng lặng để chuyên tu. Hành giả cần làm sống lại trong tâm những giây phút chứng quả bằng thiền quán, hướng tâm ra khỏi những tâm hành với nhận thức rằng làm được như vậy sẽ mang lại bình an tự tại. Tâm thức ta luôn mong mỏi được dừng lại, vì thế ta càng thường xuyên thực hiện được điều đó thì nó càng dễ tái hiện. Khi tâm dứt bạc mọi lăng xăng, ta cần buông xả lần nữa để tự giải mình ra khỏi sự hiện hữu lúc đó ta sẽ nhận thức được rằng ta đã đến đúng ngay chỗ ta vẫn hằng có mặt chỉ khác là trước đây ta coi hình tướng là quan trọng giá trị đáng được duy trì đối với đa số điều này dĩ nhiên là không được bình thường hành giả cần thực hành miên mật lặp đi lặp lại luôn để có thể khiến tâm chuyển đổi hoàn toàn để đến được nơi đó nếu ta cảm thấy chán ghét sự hiện hữu thì đó cũng chỉ là một mặt khác của đồng tiền tham ái điều ta cần ghi tâm khắc cốt là chỉ có trạng thái giải thoát là không có khổ như thế mới có thể giúp ta vượt ra khỏi hiện hữu chỉ có ta mới tự biết mình đã đến được điểm nào trên con đường tu tập nếu nương theo bản đồ thì ta chỉ có thể thành công nếu ta biết được mình đang đứng ở góc đường nào cũng thế đối với sự phát triển tâm linh khi ta muốn đi theo sự hướng dẫn của đức phật hành giả phải hoàn toàn buông xả mới có thể chứng đạo dù chỉ có bậc a la hán mới hoàn toàn dứt bỏ được ý niệm về ngã nhưng với mỗi lần chứng đạo ý niệm này dần dần bớt đi tuy nhiên các quan niệm của hành giả thì đã hoàn toàn thay đổi người bình thường sẽ nghĩ đây là tôi tôi muốn được chứng đắc những quan niệm như thế không còn nữa người đã đạt được quả chứng thứ nhất và thứ nhì tuy chưa có được cảm giác hoàn toàn vô ngã nhưng vị ấy đã nhận thức được rằng không có gì ở đâu có ý nghĩa thực sự nữa sự giải thoát khỏi các hình tướng là mục tiêu mà người lấy vô thường, anicca làm đề mục thiền quán muốn đạt đến. người ấy không thấy gì có tính cách thường hằng ở bất cứ đâu. sự giải thoát khỏi các ham muốn là đối tượng của người dùng khổ dukkha làm đề mục thiền quán vì hiểu rằng khổ dukkha không thể phát sinh khi không có lòng ham muốn sự giải thoát về cái không là cánh cửa mở ra cho người lấy vô ngã, anatta làm đề mục chính và nhận thấy không có ngã trong mọi vật thể. ở thời điểm này vẫn còn bảy kiết sử cần phải loại trừ. bậc quả chứng kế tiếp dành cho vị chứng bất lai, anagami vị ấy sẽ không còn tái sinh trở lại cõi người. Để đạt đến niết bàn, vị Bất Lai không còn tham sân, dù đó là một bước nhảy giọt trên đường đi đến giải thoát, nhưng vẫn còn lại năm chướng ngại nữa. Vị Bất Lai nhìn thực tại như chúng hiện hữu, không còn bị dối gạt bởi vẻ bề ngoài để phân biệt nam nữ, đẹp xấu vân vân. Tất cả những hình tướng bề ngoài này đã lừa gạt ta bao lâu nay? và luôn gây tạo khổ cho ta dukkha khổ không chỉ là đau đớn khổ sầu oán than mà còn bao gồm sự bất như ý không thỏa mãn những tình cảm mà tất cả chúng ta đều quá quen thuộc chúng ta có thể so sánh sự chứng nghiệm của vị bất lai với bọt sóng biển ta đã nhắc đến trước đây nó nổi lên chỉ vì nó hiện hữu nhưng giờ nó không còn nghĩ đến mình như một bong bóng cá biệt. Nó lại chìm sâu dưới đáy nhân sinh mà không hề phản kháng. Nó không còn muốn mình như một bọt biển vĩ đại, khôn ngoan, cá biệt. Sự tái lập của quả chứng thứ ba khiến hành giả có thể hoàn toàn trụ ở trạng thái tự do, không do duyên hợp. Đó là một bước chắn kiên cố để chống đỡ khổ, đua kha một cách hữu hiệu dù rằng năm kiếp sử còn lại vẫn hiện hữu chướng ngại quan trọng nhất mà ta phải đoạn diệt là vô minh là chướng ngại đã được diễn tả như sau như hương bám vào hoa ý niệm về ngã vẫn còn bám theo dị bất lai khi quán sát những gì đã xảy ra dị bất lai sẽ nhận biết được sự vô Minh này khi có những kinh nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống, ta cũng thường ngẫm lại sau đó để hiểu chúng rõ hơn. Tác động của việc chứng quả cũng khiến ta phải làm điều đó. Ta nghiền ngẫm lại chứng nghiệm của mình, xét xem các chứng ngại nào đã được đoạn trừ, các uế nhiễm nào vẫn còn tồn tại, ta cũng hồi tưởng lại kinh nghiệm giải thoát. Sự quán sát này cần được thực hiện sau các chứng nghiệm đạo quả nếu không ta khó có thể chắc nhiễm ô nào còn chưa được đoạn trừ. Ở vị chứng quả nhất lai, sân vẫn còn có mặt dưới hình thức của sự bực bội và tham dưới hình thức của sự ưa chuộng, nhưng vị chứng bất lai thì không còn những cảm thọ này nữa. Những quyến rũ của thế gian không còn sao động được vị ấy nữa và những hoàn cảnh khó khăn trở ngại mà chính Đức Phật cũng từng đối mặt cũng không ảnh hưởng gì ấy. Một trong năm kiết sử còn lại là trạo cử, vì ý niệm về ngã chưa hoàn toàn đoạn diệt, vẫn còn nổi thôi thúc, phải đi đâu đó, làm gì đó, để được kết quả hơn là những điều mà tất cả chúng sinh đều quá quen thuộc. Trạo cử có mặt một cách vi tế, còn hai chứng ngại nữa phải giải quyết là ý muốn được tái sinh hoặc ở cõi chư thiên, hoặc cõi thánh là cõi sắc giới hay ở cõi vô sắc. Vì vẫn còn yếu tố bám víu vào ngã, vọng tưởng khởi sinh rằng tôi có thể hiện hữu một cách sung sướng hơn ở một trong những cõi thanh tịnh đẹp đẽ đó nơi không có khổ đau kiết sử thứ năm là mạng mana không có nghĩa là người đó tự kiêu nhưng người đó vẫn còn nghĩ tưởng đến ngã sở sự quán sát sẽ giúp hành giả thấy là các chướng ngại này vẫn còn có mặt dù việc chứng ngộ niết bàn đoạn trừ mọi ý niệm về ngã ngay lúc đó nhưng nó vẫn còn xuất hiện cho ta thấy rõ ý niệm về ngã đã ăn sâu thế nào trong chúng sinh ngay sau ba lần chứng đạt đạo quả nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt năm chướng ngại cuối cùng chỉ bị đoạn trừ khi hành giả chứng được quả vị a la hán để trở thành một vị a la hán hành giả phải có cơ hội để chứng đạo quả thứ tư việc quán sát không còn cần thiết nữa vì mọi uế nhiễm đã biến mất không còn sự chống đối chối bỏ hay chạy đuổi theo điều gì điều đó có thể xảy ra vì vị ấy đã hoàn toàn diệt bỏ được cảm giác phải là một ai đó vị bất lai phải tìm cách đoạn trừ năm chướng ngại còn lại rồi khi đã tiêu diệt chúng đến chỗ tận cùng thì vị ấy có thể đi vào giai đoạn chứng đạo cuối cùng mỗi giai đoạn chứng đạo dù tương tự nhau sẽ trở nên sâu xa hơn rộng lớn hơn ví như khi ta phải dự những cuộc thi ngày càng khó hơn ở trường đại học để cuối cùng có thể hiểu được sâu xa hơn môn học của mình ấn tượng sâu sắc ấy đã in vào tâm thức đến nỗi tâm giác ngộ không bao giờ có thể trở lại tâm phàm phu dù rằng một vị a la hán có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường vị ấy lúc nào cũng nhớ rằng tất cả đều do năm uẩn vận hành chứ không có gì là tôi hay cái của tôi liên quan đến thân tâm này cả điệp khúc vẫn được lặp đi lặp lại khi có ai nói đến sự giải thoát với đức phật đó là sinh đã diệt, đã sống cuộc sống thánh thiện, đã làm mọi điều có thể làm, không còn gì để trở lại nữa, là phương thức truyền thống để xác định trạng thái giải thoát giác ngộ. Tham vấn Thiền sinh Thưa Ni Sư, con thật khó đặt niềm tin theo trạng thái tâm mà nó tự vận hành đến định và giải thoát con cảm thấy hoàn toàn sợ hãi khi chứng nghiệm cảm giác hủy diệt tan rã ni sư khi chưa thành bậc a la hán chúng ta vẫn còn có ngã ngã khiến ta có ý nghĩ rằng đây là tâm của tôi tâm cũng như người nghĩ rằng họ là chủ tâm đều muốn sự an bình đó là một ước muốn hoàn toàn chính đáng tâm biết rất rõ nó cần phải ngừng suy nghĩ lăng xăng để có thể đạt được mục đích đó nếu đó là việc làm trái với tự nhiên thì tâm sẽ không tìm được sự bình an thanh tịnh mà trái lại nó sẽ dẫn đến lo âu sân hận khi con cảm nhận được sự hoại diệt của mọi vật nhưng tâm không cảm thấy an ổn dễ chịu thì dĩ nhiên là con cảm thấy sợ hãi cái ngã của ta sẽ nói tôi không muốn bị hoại diệt tôi muốn được hạnh phúc đó là lý do tại sao tôi tu tập như một ý nghĩ khác lập tức theo sau tôi muốn được hạnh phúc nhưng chân tôi đau như thế này tôi sẽ bị tan rã ra từng mảnh tôi không thích như thế chút nào có hai cách để đối phó với vấn đề này một là tâm có thể đi vào các trạng thái thiền định sợ hãi sẽ không phát sinh và tâm có thể ngộ đạo một cách nhẹ nhàng hơn cách khác là đối mặt với sự sợ hãi để thấy rằng nỗi sợ hãi đó là chính đáng đó là để dứt bỏ những bám víu vào ngã còn lại để thấy rằng mọi hành đều nguy hiểm rằng chúng sinh không thể nào tìm thấy hạnh phúc trong bất cứ hiện hữu nào thiền sinh thưa ni sư như vậy ta có nên chọn phản ứng của ngã đối với sự sợ hãi làm đề tài thiền quán không ni sư ta không còn có chọn lựa nào khác hơn là chú tâm vào cảm thọ đó vì sức mạnh của nó thiền sinh thưa ni sư gần như lúc nào cũng có những bọt biển nổi lên khỏi đáy của hiện hữu. Tại sao phải như thế ạ? À? Ni sư Câu hỏi của con trở về với những nguyên nhân đầu tiên, một trong bốn điều mà Đức Phật không trả lời. Chúng được gọi là bốn điều không thể nghĩ bàn. Thiền sinh Những câu hỏi này không phải là để khai trí sao thưa ni sư? ni sư đúng vậy có bốn điều không thể nghĩ bàn là ảnh hưởng của một vị phật của vị đã chứng định nguồn gốc của vũ trụ hay nhân loại và những phức tạp của nghiệp những câu hỏi này không giúp gì cho hành giả trong việc tu tập đức phật đã nói trả lời những câu hỏi như thế chỉ làm chúng sinh thêm rối trí không có nguyên nhân khởi thủy tất cả đều chuyển động trong một vòng tròn thiền sinh theo con có vẻ như chúng ta ai cũng nôn nóng muốn thoát khổ nhưng khi dukkha hoại diệt thì không có ai hiện hữu để chào mừng sự vắng mặt của nó ni sư đúng thế nhưng ta đã được thanh tịnh rồi thiền sinh ngã là gì thưa ni sư ni sư là kẻ thù số một của chúng sinh đó không có kẻ thù nào khác tất cả chúng ta đều chứa kẻ thù này bên trong đồng thời chúng ta cũng chứa sự thanh tịnh điều tốt đẹp chúng ta không thể tách rời ngã ra khỏi bất cứ điều gì chúng ta làm hay suy nghĩ vì tất cả mọi ước muốn của ta đều thấm đẫm tự ngã giống như một miếng mút hút đầy nước khiến ta không thể phân biệt đâu là nước, đâu chính là miếng mút. Thiền sinh Ni sư đã nói về lòng bi mẫn cùng giới giác ngộ giải thoát. Thuyết pháp có phải là một hình thức của bi không? Ni sư Dĩ nhiên Không có lòng bi mẫn Bài thuyết pháp không đến được với ai. Đức Phật thuyết pháp mỗi ngày, ngay cả khi Ngài bị bệnh, trong 45 năm xuất phát từ lòng từ bi bao la của Ngài đối với chúng sinh đau khổ. Ngài muốn chỉ cho mọi người biết cách để chấm dứt khổ đau, đu kha, để dạy họ con đường đi đến giải thoát. Tứ Diệu Đế là phần căn bản của giáo lý Đức Phật. Chúng phát khởi tự nhiên trong tâm ở giây phút ngộ đạo. Một vị Phật có thể hiểu ngay bốn thánh đế mà không cần có vị thầy nào nhưng đối với những người đi theo con đường của đức phật tứ diệu đế được nhận thức vì chúng đã trở thành một phần của tâm thể liên tục thông qua các bài pháp sự kiện này có thể so sánh với khi mặt trời mọc lên ánh sáng tỏa chan hòa bóng tối bị đẩy lùi nắng ấm tràn đầy sự lạnh lẽo bị xua tan chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng vì bóng tối đã tan cảm thấy an lòng ấm áp yên ổn vì sự lạnh lẽo đã không còn nữa đối với tứ thánh đế cũng vậy chúng phát sinh trong tâm ngay lập tức vì diệu đế thứ ba của niết bàn nibbana là mặt trời tỏa ánh sáng xuống tâm trí ta đem lại ấm áp trong trái tim ta người đã đạt được giải thoát là người đã thể nhập vào bác chánh đạo